chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay được một tháng thì tất cả mấy anh em đang thực vụ Lai Châu của mình được xuống làm thẻ cư trú. Đây là tất cả anh em làm thịt cư trú ở khu vực này nhé. Cô vợ em nữa thì bây giờ là chuyển xuống dưới mà. Đúng rồi, em xuống miền Nam rồi đấy. Tối qua xuống luôn. Em yếu. Hôm qua đi gặp ông đội trưởng nó bắt em bắt nhà Nam lên đâu xong nó gọi cho ông chủ đến bắt nạn xuống của mấy anh em. Mấy anh em một tháng rồi không gặp nhau đó. Hôm nay được gặp nhau kể chuyện là công việc bên này nhá. Xin chào. Hello, xin chào mọi người. Công việc mấy anh em một tháng rồi, bây giờ mai kia là biết lương được bao nhiêu rồi. Thời gian cũng trôi nhanh, bây giờ được một tháng rồi mà. Khỏe chứ anh? Vẫn bình thường như xưa. Á lồng cười hay thế nhỉ? Vẫn bình thường mà anh em vẫn khỏe đúng không?